Xin chào thân ái và quyết thắng, chào trở lại với channel của mình. Mình là Quân Tối có đây. Rất vui khi là trong tựa game Play Together. Và xin chúc các bạn có một ngày thật tốt lành, tràn niềm vui cho cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Rồi, và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại chỗ bán cần câu cá, để mà chúng ta cùng nhau là sẽ đi săn cá hiếm với cần câu rất là đặc biệt nha các bạn. Đó là cần câu gọi là VIP nhất tại thời điểm hiện tại của chúng ta. Và mình đã mua cần câu đó, đó là cần câu vàng nha các bạn. Đây là cần câu siêu VIP. Rồi, và các bạn có thể thấy với cần câu vàng này thì chúng ta có một cái màu lấp lánh ánh vàng, và chức năng của nó và cũng như sức mạnh của nó thì như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau là xem qua thông số nha các bạn. Ở đây là cần câu chúng ta mua với giá là 200 kim cương. Với cần câu này thì chúng ta sẽ có độ bền là 90, tăng cơ hội câu thành công là 100%, tăng cơ hội nhận được cả huyền thoại là chúng ta gọi là được thêm gọi là 40%. Cái này là có lợi nha các bạn. Ở đây thì có chữ giảm nhưng mà nói chung là có lợi. Tăng cơ hội nhận được cá quý hiếm, chung là cũng là 40%. Và có thể bắt được cá mini. Đấy các bạn, có thể bắt được cá mini với một cái cần câu mà đã xịn sò thế này rồi, mà còn có thể bắt được cá mini nữa, thì nói chung là tuyệt vời, không gì bằng nữa các bạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cần câu này để mà có được một cái chuyến đi săn cá hiếm. Cụ thể là chúng ta vừa có thể săn cá hiếm, vừa có thể săn cá mini nữa đó các bạn. Vậy thì cùng đồng hành với mình để mà chinh chiến vùng biển các bạn. Và mình đặt tên cho chiếc cần câu này là Nanh Thần. Nói chung thì kiểu là Nanh Thần Excalibur đó các bạn. Quá tuyệt vời phải không nào? Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi thôi. Rồi, và ở đây thì mình đã câu hết một cái đợt đầu tiên. Như các bạn đã thấy là cần của mình đã cần phải sửa cần. Và để sửa cần thì chúng ta sẽ mất là 1k9. Nói chung là một cái lượng tiền nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà nếu như á, mà so ra với lại cái công dụng của cái cần này, cầu được rất là nhiều cá quý hiếm và được rất là nhiều xiên, thì chúng ta vẫn rất là lợi các bạn. Tuy nhiên thì đa phần những chú cá quý hiếm thì chúng ta câu lên để sưu tập. Chừng nào mà những chú cá mà màu xanh chúng ta có nhiều thì chúng ta bán, hoặc là những chú cá mà chúng ta gọi là bình thường thì chúng ta sẽ bán để mà chúng ta bù tiền vào. Đấy, còn nếu bạn khi nào các bạn muốn gọi là tập trung vào cày tiền bằng việc câu cá, các bạn có thể sử dụng những cần câu khác, hoặc là cần câu này cũng được, nhưng mà các bạn phải lựa chọn là câu cá hợp lý nha các bạn. Rồi, ok. Bây giờ thì vào buổi sáng sớm mình sẽ câu ở hải đăng nha. Đây thì chúng ta sẽ có một vài gọi là một vài mẹo cũng như là một vài cái nơi để chúng ta câu nha các bạn. Ok, mình sẽ câu ở đây và giới thiệu các bạn, đây là bạn M4BK, nói chung là cũng là một bạn xem YouTube của chúng ta. Và đây là bạn Bibo, nói chung là linh thú hiu đó các bạn. Bây giờ bạn ấy đang mang một bộ đồ là bộ đồ gấu tuyết. Ok, trời ơi, ba anh em thì đều có một cái cần câu màu vàng. Đây thì mình sẽ câu thử xem như thế nào nha các bạn. Ở đây các bạn thấy là chúng ta là ra đây là biết rồi. Ý là bạn Bibo thì gọi là tưởng rằng là mình đang đi gọi là săn hải cẩu. Thì đúng là nếu như chúng ta câu ở đây cũng một phần chúng ta đang muốn là săn hải cẩu các bạn. Nhưng mà gọi là rất là khó, tại vì mình đã câu rất là lâu rồi nhưng mà chưa thấy gọi là bóng dáng của con hải cẩu nào. Trong khi những người mà đi săn với mình thì cũng đã có một vài người chúng ta sở hữu cho mình những bé hải cẩu rất là dễ thương. Ok, thì ở đây thì tại sao mình lại câu hải đăng vào buổi sáng sao? Tại vì hải đăng vào buổi sáng là nơi để thích hợp chúng ta câu cá nhất. Khi đó ở đây sẽ có xuất hiện, nếu là 4 năm á, chúng ta có thể là ra cá mập đầu búa hoặc là cá voi râu trắng. Và cũng như vậy, có 4 năm là có gọi là bóng cá mini. Đây các bạn, đây là bóng 1 thì cũng có cơ hội là sẽ lên mini. Wow, kéo xem. Wow, phát đầu tiên. Trời ơi, lên bạch tuộc gọi là Dubo vương miện các bạn. Cứ tưởng là mini các bạn, nói chung là do gọi là bóng cá một có vương miện thì kéo, lực kéo nó cũng khá là nặng. Cho nên là đôi khi chúng ta đấy đấy, mọi người cũng tưởng mini đấy. Hết hồn không? Nhưng mà nói chung thì với gọi là đây đây có thêm một bóng một nữa các bạn. Với cần câu này thì chuyên để dùng là câu mini đó các bạn. Nhẹ rồi thì là sâu bỉnh các bạn. Ok, thì đối với lại những bóng một mà nó gọi là đớp bất ngờ như vậy thì đôi khi là chúng ta cũng gọi là giật luôn. Chứ còn nếu mà nó nhấp thì chúng ta có thể là xem cái độ nhấp của nó là như thế nào để chúng ta có quyết định là có kéo nó lên hay không. Thì với cần này chúng ta chỉ câu là bóng 1, bóng 4 và bóng 5 thôi nha các bạn. Đây là bóng 1 nè. Hay là bóng 2 ta?
nhìn ra khá là giống bóng hai. Lên. Khá là nặng các bạn. Ồ, chân giáp khổng lồ. Nhưng mà vẫn chưa là đến mức tạc của mini các bạn. Bóng 4 các bạn. Chúng ta đã xuất hiện một bóng 4. Rồi, đếm nè các bạn. 1 nè. Đợi nha các bạn. 1. Ok. 2 nè. 2 nha. 2. 3 nè. 3 các bạn. 3, 4 nè. Đừng vội kéo cần các bạn. 4. Lên. 4. Có lẽ nào. Được rồi các bạn. Cắn rất là mạnh các bạn. Wow. Lên nào. Mực nang các bạn, mực nang vương miện. Và với chú mực nang vương miện này thì chúng ta cũng đã mở khóa xong bộ sưu tập là cá ở trong đây. Đấy. Wow, chúng ta đã lên được 100 kim cương rồi. Ồ, chúng ta có một bông 4. Lên các bạn. Còn là một phát một luôn. Wow. Cá cam vương miện. Wow. Lần này chúng ta được một bóng một mà cắn mạnh các bạn. Ok. Cơ hội cho chúng ta đấy các bạn. Lên nào. Đúng rồi. Và lần này. Wow. Chúng ta đã được một chú cá voi mini các bạn. Cuối cùng chúng ta cũng đã ra được một gọi là chú là cá voi sát thủ và đó là mini các bạn. Cũng rất là ngon phải không nào? Đây đó đúng là một cái gọi là thành quả công sức mà chúng ta là câu. Và đây mình cũng đã mở khóa luôn là thành tích bắt được 10 chú cá mini đáng yêu nè. Ok, và lấy được 30 game. Như thế là ok rồi đấy. Qua, wow, sắp sửa là lấy thêm được hai gọi là 15 game nữa nè, 10 game bên đây và 5 game bên đây. Gần rồi đấy các bạn. Rồi. Nó sẽ tiếp tục nè. Vậy là mình đã có 10 chú cá mini rồi. Hai chú cá mini là nhờ vào cần ngôi sao và ba chú cá mini là nhờ vào cần ngôi sao và 7 chú cá mini là nhờ vào cần Excalibur mới này của mình đấy các bạn. Bạn, chúng ta đã câu được cá sấu mini vương miện. Wow, thực không thể ngờ chỉ trong một phát và chúng ta đã câu được cá sấu mini vương miện và có luôn là ánh sao. Wow, trời ơi, được cá sấu mini vương miện 20cm các bạn. Wow, trời ơi, thật là bất ngờ các bạn. Không ngờ trong chuyến hành trình chúng ta câu lâu như vậy, tưởng là không có gì thú vị, ai ngờ câu được cá sấu mini vương miện các bạn. Mình không biết là phải diễn tả cái niềm vui này nó như thế nào, nhưng mà lần đầu tiên mà các bạn câu được cá mini vương miện thì cảm giác của bạn chắc là cũng rất là hồi hộp, rất là dâu mót và nói chung là cực kỳ là quá đã luôn rồi các bạn. Rồi, ok. Và có lẽ trong video này thì mình đã có được một cái thu hoạch cũng rất là ok rồi. Đó là mình đã câu được một chú cá mini là cá voi sát thủ mình chưa có nè. Và một chú cá sấu vương miện của chúng ta rất là đẹp và bóng loáng quá các bạn. Thì nói chung là chúng ta sẽ dừng lại video ở đây. Mong các bạn chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của mình. Nói chung là mình hay like Play Together đó các bạn. Có gì chúng ta sẽ vào và góp vui nha. Và nếu các bạn muốn mình làm thêm video Play Together thì các bạn hãy comment bên phía dưới để mà mình sẽ ra nhiều video Play Together hơn nữa nha các bạn. Rồi và ui, trời ơi, cái gì đó, hồ cá của tôi mà. Trời ơi, cá sấu các bạn. Wow, vậy là Đạt Mo em họ của mình đã câu lên được cá sấu to. Còn mình thì câu được cá sấu nhỏ có vương miện. Vậy thì nói chung là video chúng ta đến là hết rồi. Hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.